Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với ông nhá. Ông ngoan nhá, mấy con ở với
À, mình về nha. Rồi à? Gửi em về bà nhé. Thank you.
đây mà, đây mà. Ở đây, 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 đây. Chào bé. Tôi chuyên cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có cắt được các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Chị 20.000 ạ. Cảm ơn nhé.
lấy cái này cho con 4 mét nhé. Cái này 4 mét à? Cái này 4 mét nhé. Sợ thiếu ấy. Ừ. Cô cắt cho con cái đấy chứ. Con cầm cho. Thích cái nào lấy cái đấy. Dạ vâng. Thôi để con lấy cái này. Bà, bà, bà. Có chỉ không bà? Đấy, chỉ đây này. Bà. Chỉ đấy à bà? Bà chỉ đây đấy. Thế để cháu lấy cái chỉ đỏ. Thôi để cho bằng nó nhau. Vâng. Thank you.
con đây, mũ của con đây. Đây mũ của mẹ à? Anh đây được. Về nha. Con nằm đây chơi nhá. Nằm chơi nhá. Con nằm ngoan nhá. Bà cho mặc cái quần nóng thế. Đây mà, đây mà. Để cho mặc cái quần mỏng nha.
pha cho con nhé, mẹ pha sữa cho con nhé. À, ừ. Ý chà, đầy 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 mất rồi. Con này. Đây 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 đây, của con đây rồi. À. Đúng mắt cho đều nhé. Ừ, ngon cả. Mẹ ăn sữa của em nhé. Mẹ ăn sữa của em nhé. Ăn nhé. À, ăn đi nhé. Con ăn giỏi quá. Ngoan ngoan sao đi ngủ nhá. Ừ. Con nha. Ừ, con ăn giỏi thế. Ừ. Trong cái hồ. Mẹ lấy cái khăn cho con nhá. Cái khăn của con này. Ngủ nha. Cho con mẹ đi ngủ nhá. Con của mẹ đi ngủ tí nhá. Con gái mẹ đi ngủ tí nhá. Ít chà. Con ngủ nhá. Mẹ đi nấu cơm ăn nhá. Đây, mẹ đây, mẹ đây.
Làm sao đấy? Cắm tay à? Lại cắm tay, lại cắm tay.
lên đây mà.